Lễ. Lê. Lễ. Lê. Lễ. Lê. Xã. Nữ xá oh.
lĩnh Pháp Chủ an toàn nơi Pháp Tòa. Thỉnh đại chúng ngồi trai chủ lễ. Lễ lên. Xá. Thỉnh trai chủ ngồi. Chúng ta đọc theo nhé. Nhất tâm phụng thỉnh, đại hiếu Thích Ca Văn, trải bao đời phụng dưỡng mẹ cha, qua nhiều kiếp tu nhân thành Phật, nguyện dùng từ lực, tiếp độ hương linh, gia tiên cửu huyền thất tổ, bách gia tộc tính, anh hùng chiến sĩ qua các thời đại, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các em bé thai nhi, hương linh hoan gia trái chủ, thập loại nhị cô hồn tẩm chúng, đẳng đẳng chư hương linh, về pháp hội này, thính pháp văn kinh, vãng sinh tịnh độ, nhất tâm phục thỉnh, Di Đà giáo chủ, Cực Lạc đạo sư, 48 nguyện độ chúng sinh, 9 phẩm sen vàng linh tiếp dẫn, nguyện dùng từ lực, tiếp độ hương linh, gia tiên cửu huyền thất tổ, bách gia tộc tính, anh hùng chiến sĩ qua các thời đại, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các em bé thai nhi, hương linh hoan gia trái chủ, thập loại nhị cô hồn tẩm chúng, đẳng đẳng chư hương linh, về pháp hội này, thính pháp văn kinh, vãng sinh tịnh độ, nhất tâm phục thỉnh, tay cầm tích trường, thân vật cả xa, đưa chúng sinh đến cõi lạc bang, tiếp linh phách về đây nghe pháp, đại bi đại từ, đại thánh đại lực, bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, nguyện dùng thần lực, tiếp độ hương linh, gia tiên cửu huyền thất tổ, bách gia tộc tính, anh hùng chiến sĩ qua các thời đại, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các em bé thai nhi, hương linh hoan gia trái chủ, thập nhị loại chúng cô hồn, đẳng đẳng chư hương linh, về pháp hội này, thính pháp văn kinh, vãng sinh tịnh độ, nhất tâm phục thỉnh, tay cầm tích
trường. Hãy cầm lễ trường. Thân vật ca sa. Thân vật ca sa. Đưa chúng sinh đến cõi lạc vang. Đưa chúng sinh đến cõi lạc vang. Tiếp linh phách về đây nghe pháp. Tiếp linh phách về đây nghe pháp. Đại bi đại từ. Đại bi đại từ. Đại thánh đại lực. Đại thánh đại lực. U minh cứu khổ. U minh cứu khổ. Bản tôn địa tạng vương bồ tát. Bản tôn địa tạng vương bồ tát. Nguyện dùng thần lực. Nguyện dùng thần lực. Tiếp độ hương linh. Tiếp độ hương linh. Gia tiên cửu huyền thất tổ. Gia tiên cửu huyền thất tổ. Bách gia tộc tính. Bách gia tộc tính. Anh hùng chiến sĩ qua các thời đại. Anh hùng chiến sĩ qua các thời đại. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các em bé thai nhi. Các em bé thai nhi. Các hương linh ngoan gia trái chủ. Các hương linh ngoan gia trái chủ. Thật loại nhị cô hồn đẳng chúng. Thật nhị loại cô hồn đẳng chúng. Đẳng đẳng chư hương linh. Đẳng đẳng chư hương linh. Về pháp hội này. Về pháp hội này. Thính pháp văn kinh. Thính pháp văn kinh. Vãng sinh tịnh độ. Vãng sinh tịnh độ. Nhất tâm phụng thỉnh. Nhất tâm phụng thỉnh. Tay cầm tích trường. Tay cầm tích trường. Thân vật ca sa. Thân vật ca sa. Đưa chúng sinh đến cõi lạc vang. Đưa chúng sinh đến cõi lạc vang. Tiếp linh phách về đây nghe pháp. Tiếp linh phách về đây nghe pháp. Đại từ. Đại bi đại từ. Đại thánh đại lực. Đại thánh đại lực. U minh cứu khổ. U minh cứu khổ. Bản tôn địa tạng vương bồ tát. Bản tôn địa tạng vương bồ tát. Dùng nguyện thần lực. Dùng nguyện thần lực. Tiếp độ hương linh. Tiếp độ hương linh. Gia tiên cửu huyền thất tổ. Gia tiên cửu huyền thất tổ. Bách gia tổng tính. Anh hùng chiến sĩ qua các thời đại. Anh hùng chiến sĩ qua các thời đại. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các em bé thai nhi. Các em bé thai nhi. Các hương linh ngoan gia trái chủ. Các hương linh ngoan gia trái chủ. Thập loại nhị cô hồn đẳng chúng. Thập nhị loại cô hồn đẳng chúng. Đẳng đẳng chư hương linh. Đẳng đẳng chư hương linh. Về pháp hội này. Về pháp hội này. Thính pháp văn kinh. Thính pháp văn kinh. Vãng sinh tịnh độ. Vãng sinh tịnh độ. Ngưỡng Na Lai chung di khẩu đồng âm tán dương tam bảo tư trợ hướng linh vãng sinh tịnh độ. Bye.
Yeah.
Tôi nhận thiện phước thiên để nhờ đó mà tiêu hóa thân mô tôi chẳng rõ
Dù lợi ích cho chúng sanh ra
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì đó. Oh,
quang.